chúng ta đi đến với tiết mục sân ca với bài hát Tuổi Hồng Cho Em. Đúng rồi, bây giờ đúng rồi. Xin mời đạo của ngày hôm nay. Thứ nhất là bây giờ như vậy. Thầy ơi, 10 năm bản quyền hình ảnh của mẹ. Các em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nói to lên coi. Em dành được sao đó là mời các em lên. Dù giới thiệu về các thành viên lớp cũng rất tham gia chương trình. Chương trình như vậy thì tôi mời các đội tham gia phần thi. Bạn học sinh cảm chúng em. Hôm nay chúng em đến với chương trình này có mục đích là chúng em sẽ... Chúng ta là 20. Tất cả mọi người, cuối cùng em xin chúc tất cả các bạn quý. Nào giờ cũng mở vô đấm cho bên kia. Cũng quay nhưng mà thà quay lạ dữ thầy. Nào phần thi quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay đó là phần thi 23.3, 84, 21.6. Hỏi tôi là đối tượng 10 điểm. Nếu khi đội của bạn mình mang chuỗi gồm 5 câu hỏi với các lĩnh vực tiếng Anh. Nào 10 giây. Mời. Bạo lực học đường. Và rất nhiều. Anh xe. Mời. Thầy giá lớn rồi. Cảm ơn anh. Mùa điểm cho đám ơn anh. Câu 3. Nào, Harris. Correx, mùa điểm cho đám ơn anh. Chuẩn bị 3 giai đoạn. Điều chính xác, mở đường lại. Đám ơn anh. Đội trước thì đội đó sẽ trả lời. Được chưa? Mỗi câu này là đúng 10 điểm. Nếu sai thì đội khác sẽ quyền trả lời. Thì thầy nói là gì? Hết. Thì em được chưa? Thì thầy nếu mà trước khi hết là lại. Bây giờ mời giành quyền cho đội tiếp theo. Mời ta là sao? Chào mời A1, ta là 1. Thôi xe chưa chính xác. Cẩn thận các anh. Chào đi mà. Thầy cô giáo còn có kẹo đó mặt ở đây. Đây.
nào Facebook, nào chính xác 10 điểm cho tá một. Mấy em sao tá sáu lại bỏ đi kia. Về lại cho một coi. Đường thứ hai, nào tập trung. Qua phần kia đây rồi kia. Hoàng Văn, Vũ Trọng Tường, Phạm Tiên, Phạm Trọng Đầu, hết. Đó là bạn. Đó là nè, Hoàng Văn chưa chính xác. Mời các đội lại, ta là sao? Bạo lực học đường là một hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý. Tại đây, các địa bàn thành phố chúng ta đây. Có rất nhiều sự kiện về vấn nạn này xảy ra. Tiêu biểu là vào đầu năm nay. Một nhóm học sinh nam bị thành công lập tiểu thông Anh Quang cùng với nhóm học sinh nam cấp 2 trong một cách tụ tập đánh nhau với một hung khí. Ngay như vừa rồi, hai nhóm học sinh nữ khối 8 của trường chúng ta đây cũng tụ tập đánh nhau. Rất may cả hai lần nói trên đều được ngăn chặn kịp thời, không gây thương tích. Nhưng đây là một báo động cho bạo lực học đường đang không điều đáng nói khi nhắc đến bạo lực học đường là về những xích rất nhỏ trong cuộc sống như các bạn ý kiến sự đáng ghét tiếng nói của tập mẹ tiếng nói của tập mẹ và cùng nhau trên các trang mạng xã hội cuộc tập mẹ là do được giáo dục không tốt của gia đình và xã hội mình nhận thấy hơn việc này tiêu cực hay đang gặp hậu quả của trường. Bạo lực học đường đầu tiên sẽ khiến cho người bạo lực bị che khuất kỷ luật tha hối nhân cảnh dần đi, khiến cho xã hội ghét bỏ lạnh lẽo với người đó. Nhưng đối với người bị hại, hành vi đó sẽ khiến họ tổn thương, chẳng ít tự ti, vi quan, sai lấy mọi người xung quanh.